Thưa quý vị, mùa hè cũng là mùa bế giảng tại nhiều trường học khắp Việt Nam. Đây là giai đoạn đánh dấu sự chuyển giao giữa các lớp và các cấp học. Mới đây, trường quốc tế Việt Úc VAS cũng đã tổ chức lễ bế giảng với sự tham dự của nhiều cấp trường thuộc hệ thống giáo dục của VAS tham dự, nhằm khen ngợi thành tích học tập của học sinh VAS trong năm học vừa qua. Đặc biệt, năm nay còn có thể coi là một năm học thành công rực rỡ khi VAS được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao tặng công nhận là trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây là thành công lớn nhất từ nỗ lực không ngừng trong nhiều năm của VAS. Hàng ngàn học sinh và phụ huynh đến từ hệ thống 3 cấp trường của VAS gồm tiểu học, trung học và phổ thông của hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc đã có mặt trong dịp trọng đại này. Nhân dịp này, hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc cũng đã vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao tặng công nhận là trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 theo quyết định số 517 ngày 13 tháng 3 năm 2017 đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hiện tại, VAS là trường duy nhất trong nhóm các trường tư thục tại TP.HCM đạt được chất lượng giáo dục ở mức độ cao nhất. Đây cũng chính là thành công lớn nhất mà VAS nhận được sau nhiều năm nỗ lực không ngừng. VAS tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh khi trở thành nhà tiên phong trong việc đưa chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge vào giảng dạy song song với chương trình quốc gia xuyên suốt các cấp tại TP.HCM. Học sinh tại VAS theo học chương trình song ngữ sẽ có ưu thế về kiến thức, kỹ năng cùng các bằng cấp, chứng chỉ do CIE, Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge, cấp có giá trị vĩnh viễn toàn cầu. Với 13 năm hình thành và phát triển, với sự lớn mạnh không ngừng cả về số lượng học sinh lẫn chất lượng đào tạo, hiện VAS là hệ thống trường tư thục có số lượng học sinh lớn nhất tại TP.HCM với quy mô đào tạo từ mầm non đến trung học phổ thông. Chương trình học của VAS thì rất là đa dạng và thầy cô dạy rất là nhiệt tình, tận tâm và luôn quan tâm đến học sinh. Và em thích nhất là môn học English, bởi thứ nhất là mình được học cái thứ tiếng mà rất là được thông dụng trên toàn thế giới hiện nay. Và thầy cô dạy cũng rất là tận tình và thầy luôn sửa cho em những cái lỗi kể từ nhỏ nhất. Và thầy luôn tạo cảm giác thoải mái khi học cho chúng em nên là em cảm giác rất là thích môn học này. Thì trường cũng tổ chức rất là nhiều chương trình ngoại khóa như là Vasca Talent, nghiên cứu khoa học, chuyển thể phim, văn học từ sang phim điện ảnh. Thì em cũng tham gia những hoạt động đó và em cảm giác là trường đã giúp chúng em tình đồng đội gắn kết hơn. Và em cũng học hỏi được rất nhiều thứ mới trong các hoạt động đấy. Kết thúc năm học 2016-2017, học sinh VAS đã gặt hái được nhiều thành quả cao trong cả mặt học thuật lẫn năng khiếu. Ở cấp tiểu học, toàn hệ thống có 587 giải, khối trung học có 315 giải, đạt được ở tất cả các cấp gồm cấp quận, thành phố và quốc gia. So với năm học 2015-2016, năm nay toàn hệ thống tăng thêm 169 giải, với tỷ lệ tăng là 108%. Bên cạnh đó, ở các cuộc thi hàng năm như TOEFL Junior, IOE và các phong trào thể dục thể thao khác, học sinh VAS cũng đều tham gia và đạt được rất nhiều thành tích. Trong vòng 3 đến 5 năm sắp tới, VAS sẽ đầu tư mạnh vào hoạt động phát triển đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc học sinh, hoạt động dạy học và cơ sở vật chất toàn hệ thống. VAS sẽ có thêm nhiều cơ sở lớn quy mô lớn tại TP.HCM và một số tỉnh thành khác để mang lại nhiều cơ hội về dịch vụ giáo dục cho học sinh tại Việt Nam, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Những thành tựu mà VAS đạt được trong năm học vừa qua chính là một động lực giúp cho đội ngũ giáo viên, quản lý của VAS tiếp tục nỗ lực để đưa chất lượng giáo dục của VAS tiến lên một tầm xa hơn nữa.